Câu chuyện làng Tỉnh Thủy, tác giả Phạm Thông. Những linh hồn bé bỏng. Làng chài Tịnh Thủy sau những trận oanh tạc dữ dội của không lực Hoa Kỳ trong suốt năm 1966 và những tháng đầu năm 1967, dân chúng phải bỏ nơi ở chính, dịch chuyển đến che lều thành từng cụm nhỏ trên bãi cát trống trơn ở hai đầu làng. Làng lúc đó trở thành mục tiêu của máy bay trên trời, của pháo hạm từ hạm đội 7 ngoài Biển Đông. Các đồn núi cấm phía Tây Nam và tuần dưỡng phía Tây Bắc tự do bắn phá bất cứ thời khắc nào. Không biết chạy đi đâu, họ phải sơ tán sống tạm như vậy để bám làng, bám biển làm ăn. Những người dân chài hiền lành ấy dùng vài tấm tranh, miếng tôn, miếng rẻ ghe còn sót lại sau nhiều trận bom pháo để che nắng, trú mưa. Họ như những linh hồn còn gửi tạm xác thân trên quê hương Tỉnh Thủy yêu thương giữa thời buổi chiến tranh. Ông Lời năm ấy đã gần 70 tuổi. Ông có 5 người con, 2 người con trai đi tập kết ở miền Bắc. Người con gái đầu có chồng sinh được 6 con. Người con trai áp út có vợ sinh được 2 cháu nội. Người con trai út thoát ly tham gia giải phóng quân. Trong 3 năm 1965-1967, tai họa chiến tranh liên tiếp trút xuống đầu con cháu ông. Bà Cao, con gái đầu của ông, có 2 người con thoát ly theo cách mạng. 2 Cao đã hy sinh. 4 đứa cháu ngoại của ông còn nhỏ ở nhà bị bom Mỹ thả sập hầm chết. 2 người con trai thì anh Út Hảo có tin báo tử tại trận Việt An. Ông Chín Đảo bị tàu bo bo của Mỹ chạy dọc bờ biển bắn vào, chết tại Gò Đông, một gò đất nhỏ ở đầu phía Bắc Tỉnh Thủy. Không chỉ thế, tai họa chiến tranh cũng trút lên dòng họ ông. Ông có 2 người em trai, tất cả 3 anh em đều hiền như Phật, suốt đời chỉ sống bằng nghề chài lưới thầm lặng, đơn giản, đôn hậu, như dây từ bi kiên nhẫn bò trên cát. Ông Thơ có 3 người con thoát ly làm cách mạng đều tử trận. Ông Hường chết sớm, có 1 người con trai duy nhất nối hậu cũng hy sinh. Đau thương quá, gia đình ông Già Lời còn lại 2 đứa cháu nội là Cu Biện 7 tuổi và bé Pháp 5 tuổi. Chúng nó là con của ông Chín Đảo, vừa mới chết trước đó mấy tháng. Ông bà Lời đã già rồi, sống núm ná với bà Tám Tiết, con dâu vợ ông Chín Đảo. Ngày ngày coi ngó 2 đứa cháu nội, ông thường dẫn Cu Biện, bé Pháp lẫm chẫm chạy theo sau. Có pháo, có bom là vội vã đưa 2 đứa xuống hầm trú ẩn. Ông bà Lời cầu trời khấn Phật cho 2 cháu nội còn sống sót đến ngày hòa bình. Sáng hôm ấy, làng chài Tỉnh Thủy có được một chút yên tĩnh. Từ hừng đông đến 9 giờ sáng, trên bầu trời không có máy bay quần đảo, dưới đất không có tiếng súng nổ đì đoành như mọi hôm. Những giây phút yên tĩnh như thế trong mấy năm nay là rất quý đối với người dân nơi đây. Nó quý như cái phút giây mà người chui hầm bí mật thiếu không khí, sắp nghẹt thở, lại được báo tin địch rút hết rồi, liền vọt lên, hít lấy hít để khí trời. Biện và Thạch, con ông Út Đàm, cùng tuổi Tý sinh năm 1960, đang đùa nghịch với bé Pháp trên sân cát cạnh miệng hầm nhà ông Lời. Thạch thấy đói bụng, nói với Biện, tao về nhà lấy khoai lang sống sang ăn. Thạch vừa chạy về nhà, bỗng có tiếng o o của tàu dọ, một loại máy bay mà ở phía đuôi nhìn trống rỗng như chiếc dọ heo. Nó luồn sát bờ sông Trường Giang, nạp trên đầu ông Cầu đang lách người chạy men theo bờ thố khoai lang, chạy thẳng đến túp lều của ông Già Lời. Ông Lời vội đưa 2 đứa cháu nội xuống hầm trú ẩn. Ông Cầu cũng vừa tới nơi, nhảy tụt xuống. Chiếc tàu dọ đang bay thẳng quay ngoắt lại, cái đầu nó đứng sựng ngay trên miệng hầm, cái đuôi quay tít. Một thằng Mỹ mặt đỏ gay ngồi trên máy bay chỉ cách mặt đất 8-9 mét. Hắn có thể nhìn rõ từng nếp nhăn trên khuôn mặt ông Già Lời đang đứng yên trên miệng hầm nhìn nó.
hắn cũng thấy rõ mồn một hai đứa con nít vừa chui xuống hầm cùng với ông Cầu bận đồ trắng để hợp pháp với chúng. Chắc là ông Lời hy vọng thằng Mỹ kia không bắn dân thường. Thế nhưng, một quả dốc két nổ tung ngay miệng hầm, tiếp theo là một quả gì đó không ai rõ, ném trúng miệng hầm, nổ cái phịch, nghe nhỏ xíu. Hủy diệt xong những sinh linh vô tội, tàu dọ ngóc đầu lên cao, quay đít cút thẳng, mất hút trong không trung. Sau tiếng nổ chát chói trên miệng hầm, biện nghe im phăng phắc, kéo bé Pháp trèo lên miệng hầm. Lên khỏi hầm, hai đứa thấy ông nội nằm trên máu, người rách bươm. Biện không kịp khóc, dẫn em chạy về phía nhà ông Út Đàm, y tá, cách đó khoảng 50 mét. Ông Út Đàm nhìn thấy ông Già Lời nằm vắt người qua miệng hầm, nhưng không hiểu tại sao cu Biện lại nắm tay Pháp vừa chạy vừa kêu. Cứu con, cứu em con Dượng Út ơi! Ông Út Đàm và cu Thạch, con ông, chạy tới. Ông Út bồng con Pháp, Thạch dìu Biện chạy ngay vào nhà. Ông Út đặt hai đứa bé nằm trên giường, kê sát mặt đất. Cu Biện luôn miệng kêu, ngạt thở quá, cứu hai anh em con, Dượng Út ơi, mẹ con về chưa? Mẹ ơi, ông ơi, ông ơi. Thạch ôm Biện khóc. Ông Út Đàm đã từng cấp cứu rất nhiều người bị thương trong thôn, trong xã, nhưng bây giờ bất lực nhìn hai đứa trẻ, không biết cho uống thuốc chi đây. Ông run run bẻ hai ống thuốc nước Solicom cho hai đứa uống, nhưng có ăn nhầm gì đâu. Tiếng kêu của cô Biện yếu dần, tiếng khóc của bé Pháp cũng lìm lịm, văng vẳng qua cái cổ nhỏ xíu, múp míp của nó. Hai đứa nằm thẳng đuột, không vùng vẫy, díu díu cặp mắt, hơi thở và mạch yếu dần rồi tắt hẳn. Chiến tranh thật tàn khốc. Gia đình ông Già Lời tan nát, cha của chúng nó vừa chết, nhà cửa ghe thuyền đánh cá của ông nội cháy trụi. Ông nội già rồi, không đi làm biển được, bà nội đã 65 tuổi, phải cùng mẹ hai đứa bé chạy gạo hàng ngày. Hai đứa ở nhà với ông nội, suốt ngày chạy nhảy trên cát, có ông nội trông nom, chẳng có cơm để ăn cho no, nhưng trời nuôi chúng nó cùng với những thằng con nít biển cái làng Tình Thủy này. Hai đứa tròn như con cúi núi, đang nằm nhắm mắt trên chiếc giường nhà ông Út Đàm như ngủ say. Trông quá đau lòng. Bà Lời, bà Tám Tiết vừa bước xuống đò sông Trường Giang ở bến Giếng Động, nghe tin dữ quăng gánh chạy về nhà. Tất cả không còn gì nữa. Hai mẹ ôm cu Biện, bé Pháp, rồi vật người ra cát khóc lăn lộn. Bà Lời kêu van. Trời xanh ơi, có nhìn thấy ông của tôi không? Có thấy hai đứa cháu của tôi không? Cháu tôi có tội tình chi? Chồng tôi có tội tình chi mà phải chết oan uổng như gì? Trời đất ơi! Bà Tám Tiết kêu khóc thảm thiết, nghe vô cùng xốn xang. Bà con dân làng, cán bộ, du kích thôn Tình Thủy chạy đến. Ông Thơ, em ông Lời, ông Bảy Danh, con ông Thơ gọi ông Lời bằng bác ruột, cũng có mặt. Họ xúm nhau khâm liệm ông Lời, cu Biện, bé Pháp, rồi đem chôn ở ngoài bãi cát, nơi ông Chín Đảo nằm trước đó mấy tháng. Cũng chiều hôm đó, dân làng biết ông Cầu vẫn còn sống và đang nằm tại nhà. Ông Út Đàm vô cùng tiếc nuối cho cu Biện, bé Pháp. Nếu như ông sớm phát hiện điều bí ẩn, thì có thể đã xảy ra điều kỳ diệu. Ông Cầu bị bệnh hen kinh niên, trong người lúc nào cũng có bình thuốc. Khi khó thở là ông bơm vào họng, khí quản giãn ra, thở được. Qua cơn hen thì trở lại bình thường. Hôm đó, dứt tiếng máy bay, ông Cầu vọt lên khỏi hầm trước hai đứa bé, thấy ông Già Lời chết, sợ máy bay quay lại nên chạy về dưới Thanh Đông để giúp hầm của nhà mình. Ông Cầu thấy nghẹt thở, nghĩ mình lên cơn hen, ông cho bình thuốc bóp vào miệng, cứ như vậy, bóp mãi sau hơn một tiếng đồng hồ thì khỏi hẳn. Còn ở trên nhà ông Út Đàm, cũng sau một tiếng đồng hồ, cu Biện và bé Pháp tắt thở. Thật là oan uổng. Nếu ông Cầu biết nghẹt thở vì hơi ngạt của Mỹ, ông Út Đàm biết ông Cầu thở được là nhờ thuốc hen suyễn, thì hai đứa nhỏ mập tròn thùi lụi kia đâu trở thành những oan hồn bé bỏng.
đã 53 năm thoát ly khỏi quê hương tỉnh Thủy. Khi tôi ra đi thì cu Biện 5 tuổi, bé Pháp 3 tuổi. Tôi rất thích trẻ mập như búp bê. Nhà tôi ở giáp hàng rào nhà ông già Lời. Tôi thường dắt cu Thạch, con chú út của tôi, sang chơi với cu Biện. Bồng ăn mãi khi nó còn 1-2 tuổi. Bây giờ tôi còn nhớ hình ảnh cu Biện, bé Pháp, lùn đùn chạy trên cát, rất dễ thương. Nếu hai đứa còn sống thì đã trở thành ông Hai Biện 58 tuổi, bà Ba Pháp 56 tuổi. Có khi đã có xui có ra rồi. Giá như cách ngày xưa ấy không có thằng Mỹ mặt đỏ và chiếc tàu giỏ Tân Tiến ở bên kia bán cầu đến đây. Và giá như ông Út Đàm, chú ruột tôi, biết ông Cầu vô tình dùng thuốc xuyễn mà thoát chết. Nhưng không, chiếc tàu giỏ cùng thằng Mỹ mặt đỏ kia đã bắt các em phải dừng mãi ở tuổi thơ. Hình hài các em không thể nào lớn lên được trên mặt đất này. Chiến tranh mà, các em ơi. Về quê, tôi ghé lại thăm mẹ các em. Bà Tám Tiết, mẹ của các em, không trẻ như lúc các em còn có mặt trên đời này. Bà đã già theo thời gian hun hút trôi. Xin phép mẹ các em, tôi thắp nén hương tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn bé bỏng của các em siêu thoát. Và tôi giật mình. Đôi khi, giữa đời thường bề bộn bon chen, những con người như tôi đã đi qua dọc dài chiến tranh mà cũng có những giây phút quên bẵng những tháng năm đầy đau thương ấy. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.